Xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện tại mình đang có mặt tại điểm bán mai của bé Vàng ở huyện Nhà Gạo, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay bé Vàng có về một số phô mai bonsai ha, hoành to, lắc lượng duyên dáng, đấy đẹp luôn, củ nở, đây cành đều, giá thì hữu nghị ha. Các phong quý ủng hộ cho bé Vàng rất đẹp. Rồi chào bé. Dạ con chào chú Tam, con chào cô chú anh chị gần xa. Hôm nay con có về lô mai phô dạo Thủ Đức, con mong cô chú anh chị gần xa ủng hộ con. Mặt hàng của con là bao ship toàn quốc luôn nha cô chú. Con bắt đầu vô mã số 31 luôn nha cô chú. Ha. Lắc lượng dạ. Nó gì? Đây đẹp. Quanh của nó là 27. Bonsai luôn. Chiều cao của nó là 56. Lắc lượng duyên dáng. Dạ. Mã 31 là con giao lưu giá 1,5 triệu. Rồi, 1,5 triệu. Đây đẹp. Lại xuống cây, lên cây tiếp theo. Quanh của cây này là 21. Keo của nó là 104. Cây này con giao lưu giá 1 triệu luôn. Rồi, 1 triệu ha. Dạ. Rồi, bao ship luôn. Rồi, con qua cây mới luôn. Qua cây số 33. Cây này hoành 25. Rồi. Chiều cao của nó là 116. Mã 33 này con giao lưu giá 1,3 triệu. Đây, qua cây tiếp theo. Quanh cây này là 29. Rồi. Chiều cao của em nó là 86. Cây 34 này con giao lưu giá 1,7 triệu. Rồi, 1,7 triệu. Rồi, xuống cây, qua cây tiếp theo. Quanh của nó là 22. Rồi. Chiều cao của em nó là 78. Mã 35 này con giao lưu giá 1,1 triệu luôn. Rồi, 1,1 triệu. Đây đẹp luôn. Rồi, qua cây tiếp theo. Lùng lực lắc lượng ha, quanh to. Quanh của em nó là 30. Rồi. Chiều cao của em nó là 31. Mã 36 này còn giao lưu giá 900 luôn. Rồi, 900. Rồi, qua cây tiếp theo. Quanh của nó là 21. Rồi. Chiều cao của nó em nó là 20. Đây này, đây đẹp luôn ha, lùng lực lắc lượng. Mã 37 này con giao lưu giá 950. Rồi, 950. Ngầm cây đẹp. Rồi, xuống cây, qua cây tiếp theo. Rồi, lắc lượng, lùng lực luôn. Quanh của em nó là 22. Chiều cao là 30. Mã 38 này còn giao lưu giá 900 luôn. À, 900. Rồi, qua cây tiếp theo. Cây dán bay ha. Dạ. Cây này hoành 23. Cây này cao 65. Mã 39 này con giao lưu giá 1,3 triệu luôn. Rồi, 1,3 triệu. Con cây mới luôn. Rồi, qua cây tiếp theo. Cây này hoành 28. Rồi. Chiều cao của em nó là 94. Đây đây. Mã 40 này con giao lưu giá 1,2 triệu luôn cô chú. 1,2 triệu, nhanh tay dùng lại ha. Dạ.
Rồi, hoa kỳ tiếp theo luôn. Lắc lượn lùng lực đấy đẹp. Hoa cây này là 22. Rồi. Cao là 36. Mã 41 này con giao lưu giá 1,2 triệu. Rồi, 1,2 triệu. Rồi, hoa kỳ tiếp theo. Cái này hoành 23. Chiều cao của em nó là 35. Mã 42 này con giao lưu giá 1 triệu luôn cô chú. Rồi, 1 triệu. Rồi, xuống cây. Qua cây tiếp theo. Cây này hoành 22. Chiều cao của em nó là 81. Mã 43 này con giao lưu giá 900 luôn. Rồi, 900. Và cây mới luôn. Rồi, qua cây tiếp theo, nhấn bay ha. Đây đẹp. Cái này hoành 26. Chiều cao của em nó là 43. Mã 44 này con giao lưu giá 1,3 triệu luôn cô chú. 1,3 triệu. Có ngầm cây đẹp. Nhấn bay luôn. Bonsai. Rồi, qua cây tiếp theo luôn. Cái này hoành 24. Rồi. Cái con đặt chiều cao của nó. Cái này là 130 nha cô chú. Chiều cao của nó là 1,3. Cái này con không biết quay sao luôn. Mã 45 này con giao lưu giá 1,1 triệu luôn. Rồi, 1,1 triệu. Con qua cây tiếp theo luôn. Lắc lượng ha. Dạ. Lên xù luôn. Lắc lượng lên xù luôn. Hơi nhẹ ha. Dạ. Cái này hoành 25. Dạ. Chiều cao của em nó là 78. Đây đây, đây đẹp luôn. Bonsai. Mã 46 này còn giao lưu giá 1,2 triệu luôn cô chú. Rồi, 1,2 triệu. Con qua cây kế tiếp luôn. Rồi, qua cây tiếp theo. Cái này hoành 25. Chiều cao của nó là 41. Mã 47 này con giao lưu giá 1,2 triệu luôn. Rồi, 1,2 triệu. Con qua cây kế tiếp luôn. Hình của cây này là 24. Chiều cao của em nó là 76. Mã 48 này con giao lưu giá 1 triệu luôn. Rồi, 1 triệu. Con qua cái kế tiếp luôn. Cái này hoành 22. Chiều cao của nó là 100. Mã 49 này con giao lưu giá 1,2 triệu luôn. Rồi, 1,2 triệu. Rồi, con qua cây kế tiếp luôn. Cái hoành của nó là 28. Chiều cao của nó là 1,22 m. À, đây đẹp luôn, hoành to. Mã 50 này con giao lưu giá 1,4 triệu luôn cô chú. 1,4 triệu. Cái mông đẹp. Rồi, hoa kỳ tiếp theo. Hoành của cây này là 24. Rồi. Chiều cao của nó là 83. Mã 51 này con giao lưu giá 1,3 triệu. Rồi, 1,3 triệu. Đây đẹp luôn. Nằm ngọc. Quanh cây này là 24. Rồi. Này lên đây tao giao bán mày luôn. Cây này là 1,2 m. Rồi, đây đây.
Đấy, đẹp luôn. Mã 52 này con Zalo giá 1.350.000 luôn. 350 ha. Dạ. À, qua cây tiếp theo. Cái này hoành 27. Dạ. Cái này cao 1m1 luôn. Mã 53 này con Zalo giá 1.700.000 luôn. Rồi, 1.700.000. Có qua cái tiếp theo luôn. Quỳnh của nó là 20. Chiều cao của em nó là 85. Đây. Mã 54 này con Zalo giá 800 luôn. Đây, 800. Đây, qua kỳ tiếp theo. Cái này hoành 24. Cái này cao 80. Mã 55 thì con Zalo giá 1.300.000 luôn. Rồi, 1.300.000. Rồi, qua kỳ tiếp theo. Cái tiếp tục. Lắc lượng luôn. Cái này hoành 25. Rồi. Chiều cao của nó là 28. Đây đây. Đấy, đẹp bonsai luôn. Mã 56 này con Zalo giá 1.100.000 luôn. Rồi, 1.100.000 này đẹp. Rồi, còn kỳ kế tiếp luôn. Lùng lực lắc lượng luôn. Cái này là hoành 20. Rồi. Cái này cao 30 luôn. Mã 57 này con Zalo giá 800 luôn. Rồi, 800. Còn ba cái kế tiếp luôn. Cái hoành của nó là 22. Rồi. Chiều cao là 83. Nôm đẹp ha. Dạ. Mã 58 thì con Zalo giá 1.100.000 luôn. Rồi, 1.100.000. Rất đẹp. Rồi, hoa kỳ tiếp theo, tay cành đều nó gì? Hình thú. Mình cái này là 27. Rồi. Cái này cao 81. Mã 59 này con Zalo giá 1.400.000 nha cô chú. 1.400.000. Con qua cái kế tiếp luôn. Cái tiếp theo. Mã 60 này cũng coi như là mã cuối clip của con. Cuối clip ha. Dạ. Cái này hoành 22. Dạ. Cái này cao 1m. Đây này. Mã 60 này con Zalo giá 1.000.000 luôn. Rồi, 1.000.000 ha. Dạ. Rồi, có nhắn gửi dựng bé. Dạ, cũng có clip rồi, con mong cô chú anh chị gần xa ủng hộ con để con lấy lô may mới và con con cảm ơn cô chú rất nhiều. Rồi, cảm ơn quý vị đã xem hết video ha. Rất mong quý vị ủng hộ cho bé Vàng. Rồi, bây giờ mình cũng tạm dừng rồi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.